Editnya kok. Đây khi ta chụp cái tem reset nguồn gốc ở cái phần mềm cái Zalo vào kia cổ thì sau khi chụp thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta trên chỗ cái tem reset nguồn gốc, đó là cam Vinh này, đặc sản Nghệ An, cam sản đoài về thông tin sản phẩm. Nó đập rút kiến